Quan họ xanh xanh, làng quan họ quê tôi, những chiều bao thương nhớ, tiếng ca đầu ngọn gió, non quay thao người ơi, non quay thao nói gì người ơi, người ơi, làng quan họ quê tôi, cứ đinh hoa ban người.
quan họ quê tôi tháng gì. Xin kính chào tới toàn thể quý vị quan viên họ nhà Trai, lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Quý vị, với các khúc đầu tiên, Thu Hồng trân trọng gửi tới toàn thể quý vị các khúc ca ngợi tình yêu đôi lứa được mang tên Tàu Anh Qua Lối. Xin mời quý vị cùng thưởng thức và lắng nghe. Tập kiện làm theo bánh con tàu quay qua đèo hải vẫn bay bay định lối nhớ tin xưa qua đèo qua suối mà lại mãi mơ tàu quay lối qua. Khăn màu son, áo màu vàng ơi.
ơi, bà con đến xem mùa cưới chân hai không tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem cô dâu con y trang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ôi mùa thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Từ trên xe hoa bước xuống mắt tình trông dễ yêu, đi bên các bạn rất nhiều tay ôm hoa cưới cây buổi trưa ngày hôm nay. Đẹp sao như mùa đông này, cho hai bạn trẻ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Và từ nay không phải đứng ở trước cổng đầy nữa, như những hôm buổi tối mỗi chiều, đường về Hưng Yên thân yêu, từ nay hai đứa sớm chiều ta sánh đôi. Kính thưa quý vị khách quý, trước hết ban tổ chức xin kính chuyển lời mời của gia đình, xin kính chuyển lời mời của cô dâu. Xin phép trân trọng kính mời trên các cụ cùng các bà, cùng thì chú bác cùng toàn thể các anh chị năm nay thanh niên ở hai họ, chúng ta hãy cùng nhập tiệc trầu, tiệc trà, tiệc thuốc một cách tự nhiên để mừng vui chúc phúc cho chú rể và cô dâu. Kính thưa quý vị khách quý, vâng, và nói rằng công cha mẹ thì phải thật là công bằng quảng đại, yêu con trai con gái như nhau, con trai con rể con dâu, con riêng con đẻ con nào cũng yêu, giúp con cái có điều kiện tốt mỗi bước đi mỗi bước trưởng thành, tốt cây thì mới tốt cảnh, gương trong mới soi bóng hình trong gương, mà dạy con từ lúc còn non, dạy con từ lúc con còn thơ ngây, đem điều tốt điều hay giáo dục, biết đấy phèn nước đục sẽ trong, giúp con sáng mắt sáng lòng, đẹp trong tư tưởng đẹp trong tâm hồn. Vâng, và hôm nay Đá Ngọc được trao cành vàng, vẫn nói rằng bao nhiêu ngày đợi tháng chờ, yêu thương đậm thắm bây giờ là đây, chờ ngày hai đứa một nhà, chung cha chung mẹ, chung bà chung ông. Tiếp theo đây là những thủ tục của họ nhà trai đến phát biểu và có cây trầu đến chỉ xin dâu. Sau khi bác phát biểu xong, xin phép để cho họ nhà gái nên chấp nhận cây trầu, chấp nhận chú rể. Bác chấp nhận xong để cho chú rể vào trao hoa đô dâu cũng như con hương của ông ta tiên. Vâng, đầu tiên xin trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn, mời hai bác bước lên sân khấu để phát biểu. Bước lên sân khấu và chào đón hai bác một tràng pháo tay thật rộn rã nữa. Vâng, kính thưa các cụ, các bà, thưa toàn thể các vị tân quý khách có mặt ở hôn trường ngày hôm nay, cho phép tôi thay mặt cho phái đoàn họ nhà trai gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể quý vị có mặt trong hôn trường ngày hôm nay.
xin gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới các cụ cô có bà, có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Tôi được sự ủy quyền của vợ cháu Mến Bà Thêm đến đây có một cây trầu, gọi là một chút lễ mọn, để xin các cụ cô có bà bên phái đoàn họ nhà gái chấp thuận cho chút lễ mọn để đón cô dâu Hoàng Yến về phái đoàn họ nhà trai chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Sau đây cuối cùng tôi xin được chân thành cảm ơn các cụ con bà đã có một cái buổi tổ chức ở hội trường con nhà gái ngày hôm nay thật là lộng ấm, và chúc cho tất cả mọi người ở đây cho các cháu được thành công tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin chào cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn nhà trai, cũng xin chào cảm ơn những tràng vỗ tay của quý khách đã dành cho bác trưởng đoàn nhà trai rất nhiều. Vừa rồi bác đại diện cho gia tộc của họ nhà trai bác đã phát biểu. Trước hết bác xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia tộc của họ nhà gái chúng ta sau bác đã giới thiệu về dự buổi lễ thành hôn của phái đoàn họ nhà trai, có tất cả các cô cũng các bà, cô thì chú bác cùng toàn thể các bạn nam nữ thanh niên đến để rất ít phút nữa sẽ dẫn cô dâu về hội trường nhà trai. Vâng, và đặc biệt là có cây trầu của họ nhà trai ta đến xin dâu. Vâng, và để đáp lại là mong mỏi cũng như chấp nhận những ý kiến của bác trưởng đoàn nhà trai, chấp nhận cây trầu, chấp nhận chú rể, ban tổ chức xin phép trân trọng giới thiệu bác trưởng đoàn của họ nhà gái nên có đôi câu phát biểu. Vâng, kính thưa trên các cụ, dưới các ông, các bà, cô chú, chú bác, cô bạn bè, nam nữ thanh niên, bạn trai, bạn gái, bạn xa, bạn gần, cô dâu, chú rể, kính thưa các vị khách quý trong nhà và sân và đã có mặt tại gia đình hôm nay. Được sự đồng ý của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình, được sự đồng cảm của hai chính quyền địa phương, hôm nay họ nhà trai có đến đón con cháu tôi về làm dâu. Tôi thay mặt cho ông bà Duyên Hải xin cảm ơn và cảm ơn các cụ, các ông, các bà và các vị quý khách đã và đang có mặt tại phòng cưới hôm nay, ăn trầu uống nước và chúc mọi người, mọi nhà vui vẻ, hạnh phúc, chúc mọi người thành một buổi lễ thành công tốt đẹp. Vâng, thay mặt cho ông bà Duyên Hải xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Xin cảm ơn hai lời phát biểu của hai gia đình rất nhiều. Vâng, đúng là mấy lời cảm tạ hồi hôn, dù cho gió bất đường cho hơi lầy, dù cho lắng cháy lá cây, vượt ngàn gian khó về đây với gia đình, dù xây tổ ấm xây sinh, thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn. Lời phát biểu của bác trưởng đoàn nhà trai, lời phát biểu của bác trưởng đoàn nhà gái đã được đôi bên thống nhất và đi đến chấp nhận. Và để tiếp tục với chương trình, xin phép nhân dịp giới thiệu hai bà mẹ bước lên sân khấu để trao nhận cây trầu ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin giới thiệu môi trường đây là phụ. Lúc này chú rể và cô dâu đang thắp hương ra tiên cũng như chúng em vui lòng, em muốn cho số cả hết tiền. Thôi được không? Pháo tay là pháo của nhà các bác ạ, còn to còn giòn cầm giã gấp gần nghìn lần pháo Bạch Đà năm xưa. Em hát nhạc như thế mà các bác chẳng vỗ tay gì, chán lắm. Vâng, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Kính thưa quý vị, bài hát khách đến trường nhà cũng như thay lời cho gia đình, thay lời cho chú rể và cô dâu. Xin được cảm ơn sự trở về của quý khách đã bước chút thời gian vàng ngọc về hội trường cưới đồng đầy những tình cảm thân thương, chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý, cô thì chú bác, anh chị và các bạn trân trọng và kính mến, hội trường hướng lên sân khấu và nhìn chú rể và cô dâu hai bạn trông có đẹp đôi không ạ? Rất là đẹp đôi đúng không ạ? Chúc phúc cho hai người bằng một tràng vỗ tay thật to. Bạn lấy được cô dâu ở phố cổ sạn này rất là xinh, bạn có thích không ạ? Bạn có thích không? Thích
thích thì bảo là em thích. Người xưa nói là lấy được vợ sinh thì ngủ chung anh cũng thích, mà vợ đã sinh rồi thì nhìn cũng đủ lo. Nhìn đi, nhìn đi. Quý vị khách quý, có lẽ là rất ít phút nữa thì bạn hai bạn sẽ dẫn dắt tay nhau về hội trường nhà trai và bạn đã trao nhẫn đúng không? Rất ít nữa bạn sẽ trao nhẫn đúng không? Nhưng nhà gái thì thôi bạn không phải trao, đừng có dại đó, nên là gái mà trao. Bạn hãy chứng kiến tình yêu của mình nhỉ? Hai bạn chứng kiến tình yêu của mình nhỉ? Hôn nhau đi! Làm cái việc hôn đi! Làm cái việc như mà mọi hôm chia tay ở cổng, chia tay cổng thân nhanh trong này chạy luôn ấy. Hôn là chạy. Ôi trời ơi. Rất là cẩn thận. Hôn trường có thấy cẩn thận không ạ? Chú rể của hôn trường có thấy chú rể cẩn thận không ạ? Người xưa nói một câu là cứ phải giữ cái vấn đề cẩn thận của bên tay người. Chú rể cẩn thận thế mà. Đúng không bác? Rất cẩn thận. Cứ thưa quý vị khách quý, vâng đúng là anh yêu em như muôn vàn hoa lá, như đại dương biển cả mênh mông, như vầng trăng tỏa xuống cánh đồng, như dòng sông chảy dài vô tận. Em hỏi anh yêu gần mấy bận, anh trả lời chẳng biết bao nhiêu, mà yêu em thì anh yêu rất nhiều, còn hơn những lời anh nói với em. Hôm nào hò hẹn dưới mưa, hôm nay đã chuẩn bị được đón đưa em về, từ nay giữ trọn câu thề, trọn tình vẹn nghĩa, phu thê thuận hòa. Vâng, và để liên tiếp với chương trình, ban tổ chức xin phép trân trọng giới thiệu, kính mời bố mẹ của cô dâu hãy bước lên sân khấu để chụp ảnh cùng với hai con. Xin được dòng phim mà hai bác. Hai chị em gái chụp với nhau đi. Để vẻ vui, chúc cô dâu thắm thiết đời đời, dù gió rét mưa đông cũng không phai nhạt, duyên bền xuyên thắm tựa son, tục qua đông lại cháu trai vuông tròn. Chồng cười chồng bảo giống ai, vợ cười vợ bảo giống hai chúng mình. Con thông bố đẹp trai mà phải đi tân gái ở phố cầu sạt mới xinh, mà con giống mẹ thì hiền hậu thủy chung. Phương ngôn các cụ thường có câu chuối xanh chưa giấm đã mềm, trai tơi chưa vợ nằm. Vâng, và để tiếp tục với chương trình, xin dòng giới thiệu bác tổng giám đốc của công ty chú rể và cô dâu làm việc nên phát biểu. Xin chúc mừng gia đình. Bác ấy nói là tiếng Việt Nam ạ. Xin chúc mừng gia đình ạ. Cô dâu Yen さん、この度ご結婚おめでとうございます。またご家族の皆さん本当に、おめでとうございます。まず、祝福đám cưới của anh Khương và chị Yến thì nhân dịp này bác chúc mừng cả toàn thể gia đình chúng ta là chúc mừng hạnh phúc toàn thể gia đình ạ. 私はですね、ゴンさんとイエンさんのうちで働いている会社の社長を務めております。お二方とも同じような時期に入りまして。非常に真面目に仕事をしている方で、なんとかこの二人がですね、一緒に結婚したらいいなとずっと思っておりました。Bác ấy là giám đốc tổng giám đốc của công ty chỗ anh Khương và chị Yến làm việc. Thì anh Khương và chị Yến thì gần như là làm vào cùng công ty cùng một lúc và rất là vui mừng khi mà hai người đã cùng công ty đã cùng kết đôi với nhau như thế này, rất là một vui mừng. これだけですね、皆さん方、ご家族並びに親戚の方々近所の方々非常に明るくて、非常に朗らかでですね、いい環境で育って、また、美男美女のコーンさんイエンさんが結婚したということですね、非常に私は嬉しいです。Bác ấy rất là vui mừng khi mà được tham dự đám cưới như này thì có cả hai bên nội ngoại rồi là hàng xóm rồi là bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể. Thì bác ấy được chứng kiến những cảnh này, bác ấy thấy là người Việt Nam của chúng ta rất là đoàn kết và rất là vui. Bác ấy trong nguyên lòng bác ấy cảm thấy rất là vui vẻ ạ. Tôi là tất nhiên ベトナムの方々大好きです。これからもですね、日本とベトナムの方が非常に親しくなって、また一緒に会社で働いてですね、お互い伸びていけるように皆さんと一緒に頑張りたいと思っています。本当に本当におめでとうございました。thì bác ấy là rất là yêu quý, yêu mến người Việt Nam. Bác ấy ở Việt Nam cũng đã khá một thời gian khá dài rồi. Bác cũng quen được phong tục của Việt Nam. Thế do vậy là từ nay về sau bác mong muốn là mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam ngày càng tốt hơn nữa để nền kinh tế của hai nước có thể phát triển lên ạ. Hòa bình, đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp
đất làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son áo màu vàng, ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài công tay dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ôi, một hay có con lợn quay, xôi đầy mâm, câu đầy buồng. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Trúc Mai mà tình trong một khắc kéo dài trăm năm. Hôm nay Thứ Hải sinh tình, tuy rằng muốn biệt nhưng sinh một nhà. Chẳng những khi khách quý đến trước nhà, đốt than bọt nước pha trà em mời người xê. Cha lại quý lắm người ơi, mỗi người mỗi chén cho hai họ chúng tôi vui lòng. Kính thưa và thể quý vị trân trọng và kính mến, trong không gian ấm cúng trang trọng của trung tâm tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng văn huyện, trong chương giai điệu âm nhạc du dương, những ngọn đèn màu lung linh huyền ảo và không kém phần trang trọng, đó chính là sự hiện diện của đông đủ quan viên hai họ, các cụ, các ông, các bà, quý vị đại biểu khách quý, bạn bè thân hữu. Lá trầu là đầu câu chuyện, lá trầu không thể thiếu quả cau. Trước môi em thắm, trước lòng anh say, ấy vậy mà đâu có phải mùa xuân thì hoa mai mới nở. Hoa vẫn nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông, chim chung cánh mang tin mừng hạnh phúc, hoa cười đón ánh nắng bình minh. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay. Thành Hoa, chú rể Bùi Khương, cô dâu Hoàng Yến, chính thức được bắt đầu. Một tràng hôm nay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Có bao giờ em nhớ anh em và kính mến. Quý vị đến đây mang theo những gương mặt rạng rỡ, những tiếng cười cùng với những lời chúc tốt đẹp dành cho cô dâu và chú rể, thay mặt cho gia đình đỡ lời cho cô dâu và chú rể, xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời cảm tạ, lời tri ân sâu sắc tới toàn thể quan viên hai họ, các cụ, công, các bà, cô bác, anh chị và các bạn. Chúng ta đã không quản đường xá xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc công việc riêng tư của mình, trở về trung tâm hội trường phòng cưới tây xa của họ nhà trai để cùng chung tiệc nước tiệc trà, ăn trầu, uống nước, uống thuốc, chúc phúc, chúc dương cho cô dâu và chú rể. Xin kính chúc toàn thể quý vị luôn luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài phát lộc, đi năm về mười, đi tươi về tốt, đa tài đa lộc cao phú quý, đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa. Kính thưa và thể quý vị trân trọng và kính mến, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, được sự tác hợp giữa hai bên gia đình, và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày hoàng đạo, hai bên gia đình đã long trọng tổ chức lễ thành hôn cho chú rể Bùi Khương, cô dâu Hoàng Yến trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng sơn nước sơn trầu, cùng chúc phúc chúc duyên cho cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng hướng những cặp mắt thân thương của mình lên sân khấu, cùng chào đón hai bác trưởng đoàn quan viên hai họ có đôi lời vàng ngọc phát biểu cho lễ trao dâu và nhận rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời hai bác chào vỗ tay rất lớn để chào đón sự diện của hai bác ạ. Vâng, một cái ôm thể hiện sự rất là hợp giữa hai bên gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, ngay sau đây trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng hướng những cặp mắt thân thương của mình lên sân khấu và cùng chào đón một vị trưởng đoàn quan viên họ nhà gái có đôi lời vàng ngọc phát biểu cho lễ trao dâu và nhận rể, cũng như căn dặn cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa ngày nay. Trân trọng kính mời bác. Vâng, Xuân Hồng, vâng Xuân Hồng, Xuân Hồng, xin các cụ cho Xuân Hồng một tràng pháo tay nào. Vâng.
Kính thưa trên các cụ, dưới các ông, các bà, cô dì, chú bác, cùng bạn bè, nam nữ thanh niên, bạn trai, bạn gái, bạn gần, bạn xa của cô dâu, chú rể. Kính thưa các vị, các quý trong nhà, ngoài sân, đã và đang có mặt tại phòng cưới hôm nay. Vâng, hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình, được đồng cảm của hai chính quyền địa phương. Vâng, hai gia đình đã tổ chức buổi liên hoan văn nghệ để mừng cùng trăm năm cho các cháu. Vâng, thật là vui. Chính thức từ giờ phút này, gia đình chúng tôi hội nhà gái đã có một trang giải thảo. Vâng, gia đình hội nhà trai, các cụ công các bà ra sao chắc cũng không kém phần long trọng như gia đình chúng tôi có một cô dâu hiền. Dâu hiền giải thảo quyện vào nhau, chính thức làm thành một đôi uyên ương chính hiệu. Vâng, thay mặt cho gia đình hội nhà gái, thay mặt cho ông bà Duyên Hải, thay mặt cho cô dâu, xin cảm ơn các cụ các ông các bà và trai đã long trọng đón tiếp được buổi lễ. Đối với gia đình chúng tôi, cuối cùng chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và kính thưa quý vị, trân trọng và kính mến, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe những lời căn dặn và ngọc của bác trưởng đoàn quan viên họ nhà gái. Và ngay sau đây tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời bác trưởng đoàn quan viên họ nhà trai cũng có đôi câu đáp từ dành cho lễ trao giải và nhận dâu. Trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, thưa toàn thể các quý tân quý khách có mặt ở hội trường họ nhà trai chúng tôi ngày hôm nay, cho phép tôi thay mặt cho gia đình họ nhà trai gửi lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các cụ các ông bà, các bạn bè của cháu Yến có mặt tại hội trường họ nhà trai chúng tôi ngày hôm nay, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa các cụ các ông bà, được sự ủy quyền của các cụ các ông bà bên họ nhà trai cũng như của vợ chồng ông bà, ông mến bà thêm, cho phép tôi được thay mặt cho gia đình họ nhà trai lên xin ý kiến được phát biểu vài lời trước toàn thể các cụ các ông bà và hội hôn của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, qua một thời gian tìm hiểu của cháu Khương và cháu Yến rất là lâu, đến gần đây, thể theo nguyện vọng của cô dâu Hoàng Yến và chú rể Bùi Khương để được làm bạn trăm năm với nhau, và được sự đồng ý của hai gia đình cũng như chính quyền địa phương hai địa phương Minh Đức và Hưng Long, ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt. Ngày lành tháng tốt, hai gia đình nhà trai nhà gái có tổ chức một buổi lễ thành hôn thật long trọng. Và thể theo nguyện vọng của tất cả các cụ các ông bà cũng như là lời phát biểu của vị đại diện họ nhà gái đã đưa cô dâu về nhà trai chúng tôi, thay mặt cho gia đình họ nhà trai chúng tôi kể từ giờ phút này trở đi, thay mặt cho các cụ các ông bà xin được đón nhận cháu Hoàng Yến chính thức sẽ là cô dâu của các cụ các ông bà gia đình nhà chúng tôi. Và cũng mong rằng từ giờ phút này trở đi, mong rằng các cụ các ông bà bên họ nhà gái sẽ đón nhận cháu Khương của tôi sẽ là rể thảo, xứng đáng là một rể thảo của các cụ các ông bà bên phía họ nhà gái. Một lần nữa cho tôi xin gửi lời chúc sức khỏe các cụ các ông bà, mời toàn thể hội hôn ăn trầu uống nước hút thuốc và tiếp tục buổi lễ thành hôn của các cháu ngày hôm nay kéo dài từ giờ đúng 12:25 đêm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trân trọng và kính mến, vừa rồi quý vị vừa lắng nghe đôi lời căn dặn và ngọc của hai bác trưởng đoàn quan viên hai họ cho lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thay mặt cho gia đình đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn tới hai bác, và hai bác luôn là tấm gương sáng để cô dâu và chú rể được noi theo. Kính chúc hai bác luôn luôn mạnh khỏe bình an, đa tài đa lộc đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc với hoa. Những lời vàng ngọc của hai bác trưởng đoàn quan viên hai họ như mật như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra khắp hội trường. Và thế là kể từ giờ trở đi, hai gia đình chúng ta trồng cây chung và ăn quả chung, ra hoa kết trái ta cùng trông long. Còn đôi bạn trẻ này thì sao ạ? Vâng, đôi bạn trẻ này hôm nay chính thức là con một trà, một nhà chung cha chung mẹ, chung bà chung ông, con chung cha mẹ cùng chung, bên tình bên hiếu ta cùng trông tom. Và ngay sau đây tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời bác trưởng đoàn quan viên họ nhà gái hãy cùng cầm tay cô dâu trao cho bác trưởng đoàn quan viên họ nhà trai. Và tiếp theo cũng xin mời bác trưởng đoàn quan viên họ nhà trai cầm tay chú rể trao cho bác trưởng đoàn quan viên họ nhà gái. Một tràng một tay thật lớn để chúc mừng cho sự kết giao hòa hợp, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể kể từ ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn quan viên họ hãy cùng rước cô dâu và chú rể
trong ngày vui của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, thì hân hoan được chào đón một vị tổng giám đốc của công ty của cô dâu và chú rể có lên phát biểu về những chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng hân hoan chào đón bác ạ. Xin chúc mừng gia đình, xin được chúc mừng gia đình hôm nay, hôm sáng, ngày sáng, kết hôn, xin chúc mừng. Xin được chúc mừng lễ kết hôn của anh Khương và chị Yến. Và ta chưa được ホンさんとイエンさんが働いてもらってる会社イカサベトナムの会社の社長です。田中と申します。Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Tanaka, tôi là tổng giám đốc nơi mà công ty mà anh Khương và chị Yến cùng với làm việc ạ. ちょうど美香さんベトナムに勤めてですね、お互いが仕事をしながらまた相談しながら、それで出会いを出会ってですね、うちの会社に集まれたということで、非常に今日は喜んで参加させていただいてます。おめでとうございます。Thì tôi xin được chúc mừng lễ thành hôn của anh Khương và chị Yến. Thì rất là vui khi mà anh Khương và chị Yến đã cùng nhau làm việc và cũng có những cái mối quan hệ lẫn nhau và đã cùng tìm hiểu và có phát sinh tình cảm. Thì từ đấy chúng ta có lễ kết hôn ngày hôm nay. Tôi rất là xin được chúc mừng anh Khương và chị Yến. 本日はですね、本当におめでとうございます。お二方の今後の幸せとご列席の皆様方のお幸せをお祈りしまして、挨拶に返させていただきます。Thì tôi hôm nay tôi cũng đến đây, tôi rất là cảm ơn, thì tôi đã gặp được rất là nhiều mọi người, tôi thấy mọi người rất là vui vẻ và hạnh phúc, nên là tôi cũng cảm thấy trong lòng tôi vui vẻ và hạnh phúc theo ạ. Xin chúc mừng, xin cảm ơn. Chúc mừng và xin cảm ơn ạ. Thưa các thầy quý vị trân trọng và kính mến, vừa rồi thì Thu Hồng không nghe rõ rằng là vị giám đốc có nói gì, nhưng mà nghe nôm na thì Thu Hồng hiểu rằng là hôm nay dưới diện của bác tổng giám đốc của công ty của cô dâu và chú rể về đây có những lời chúc tốt đẹp dành cho cô dâu và chú rể cũng như thay mặt cho quan viên hai họ đỡ lời cho cô dâu và chú rể xin kính chúc bác và lời cảm ơn của bác rất là nhiều, và chúc bác luôn luôn tự lộ bình an, làm ăn đa tài đa lộc đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa, có sức khỏe sướng sáng. Trân trọng cảm ơn bác rất nhiều. Ôi mấy chú trẻ. Kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, để trở lại với chương trình lễ thành hôn trong buổi trưa ngày nay, và không để quý vị ngần ngại chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng tiến lên lâu đài tình yêu, ra mắt quan viên hai họ trong buổi trưa ngày nay để làm các thủ tục tiếp theo. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, Hưng Yên quả là rất giàu, mà con trai con gái thì chẳng đâu đẹp bằng. Xin phép hỏi toàn thể quan viên hai họ, các cụ ông bà, bạn bè lâm thanh thú của cô dâu và chú rể, ngày hôm nay thì cô dâu và chú rể có xinh không ạ? Chú rể có đẹp không ạ? Quý vị cũng đã to đấy ạ. Quá đẹp. Ngày hôm nay thì sự chứng kiến của quan viên hai họ thì chú rể có hai món quà muốn trao tặng cho cô dâu. Món quà đầu tiên đó là một chiếc nhẫn tình yêu, và món quà thứ hai đó là một bộ hộp cháy bỏng. Và không để quý vị ngần ngại chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây xin mời chú rể và cô dâu cùng thể hiện nụ hôn cháy bỏng trước sự chứng kiến quan viên họ trong buổi trưa ngày nay. Trân trọng kính mời. Và trước khi hôn thì xin mời chú rể quay về phía cô dâu, và xin mời cô dâu quay về hướng về phía chú rể đi ạ. Rồi, và quý vị ạ, cũng là một chào vào tay thật lớn về quan viên chú rể ạ. Chúc mừng. Tôi xin mời tay của cô dâu hãy đặt tay lên phần nào kính nhất của chú rể. Tay chú rể đâu? Vâng, xin mời tay của chú rể hãy đặt tay lên phần nào mềm dẻo nhất của chú dâu. Chú rể hoàn trần mà không biết tay để đặt đâu ạ. Chú rể đặt tay vào eo của dâu đi ạ. Và trước khi hoan thì cho phép xin được hỏi chú rể Bùi Thơm và cô dâu Hoàng Hiền, là hai bạn còn nhớ là nụ hôn đầu tiên mà hai bạn dành cho nhau ở đâu không ạ? Vâng, xin mời chú rể. Chú rể quên thì chắc cô dâu là chắc là cô dâu sẽ nhớ. Tôi xin mời cô dâu Hoàng Yến, cô dâu có nhớ không ạ? Cô dâu lắc đầu không biết, chắc là thẹn thùng xấu hổ. Xin chào kính mời toàn thể quý vị, ngay sau đây thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng chuẩn bị công tác của mình chưa ạ? Chuẩn bị chú rể sẵn sàng chưa ạ? Chú rể đây, chú rể đứng đâu ạ? Đây, chú rể đặt lên bàn nhau của cô dâu nha. Đây, chú rể tổ chức xin hỏi chú rể. Mời toàn thể quý vị làm nhà trai đâu ạ? Quý vị hãy cùng giơ cao cánh tay đi ạ, nhà gái đâu ạ? Nhà sao không nhà gái mới đông thế ạ? Thời tiết mưa gió như nhà gái đến đông thật. Nhà trai thì hôm nay hội trường chính mà sao nhà trai im thế ạ? Một lần nữa là nhà trai đâu ạ? Nhà
dành cho cô dâu và chú rể. Một nụ hôn, chú rể, cô dâu dành cho nhau. 1 phút 30 giây và 1 phút 30 giây chuẩn bị. 1, 2, 3. Rất ngọt ngào, rất tuyệt vời. Người ta bảo là có đi có lại mới tại lòng nhau. Vừa rồi thì chú rể hôn cô dâu, nhưng tiếp theo thì quý vị có nhất trí rằng là cô dâu hôn lại chú rể không ạ? Lại nào đây thì vâng, xin mời cô dâu chú rể chúng ta cùng tiếp tục là lại cái thủ tục tiếp theo là hôn nhau tiếp nhỉ. Vâng, xin mời cô dâu hoàng yến và chú rể cùng hôn một lần nữa. Chú rể ở cô dâu lại hôn đáp trả lại chú rể ạ. Cái nụ hôn này là cái nụ hôn. Cái nụ hôn. Và cái nụ hôn thứ hai này sẽ là sẽ lâu hơn 1 phút 30 giây. Mà đợt này là 5 phút 30 giây. Quý vị có chí không ạ? Quý vị hãy cùng hôn đi ạ. Quý vị sẵn sàng chưa? Đợt này là nụ hôn của cô dâu dành cho chú rể. Đợt này chắc là phải chắn phải là phải lâu hơn là 5 phút 30 giây. Vâng, dành cho cô dâu chú rể là 5 phút 30 giây và 5 phút 30 giây. Chính thức, chuẩn bị sẵn sàng. Hồi hộp lắm nhỉ? Vâng, vâng. Cô dâu cho cô dâu hỏi là cô dâu hồi hộp không ạ? 5 phút 30 giây biết bao nhiêu được. 1, 2, 3, bắt đầu. Tình hình này mà cứ hôn từ giờ đến tối không kết thúc được chương trình. Thưa các quý vị trân trọng và kính mến, và ngay sau đây thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta hãy cùng làm thủ tục tiếp theo, đó là trao nhẫn cưới. Vâng, xin mời chú rể hãy cùng rút chiếc nhẫn tình yêu của mình ra, trao tay cho cô dâu đi ạ. Và chiếc nhẫn thứ hai cô dâu trao tay chú rể, thể hiện cho sự kiên nhẫn nhẫn nhịn trong tình yêu. Và với vọng vọng rằng với chiếc kia chiếc nhẫn thì tình yêu của hai bạn dù sau này có trải qua nhiều khó khăn trăn trở trong cuộc sống, với chiếc kia chiếc nhẫn tình yêu của hai bạn luôn luôn mặn mòi thắm thiết với nhau. Khi chọn cuộc sống bạn đầu viên mãn trong lòng hạnh phúc, và kể từ giờ trở đi hai bạn đeo chiếc nhẫn trên tay chính thức. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng tuyên bố một lần nữa hai bạn chính thức lên duyên. Chào, một chào một tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc. Và kính thưa toàn thể quý vị trân trọng và kính mến, tiếp theo chương trình thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng tiến lên bàn thiện bánh, cùng chung tay cắt chiếc bánh tình yêu thể hiện sự yêu thương ngọt ngào của vợ chồng. Trân trọng kính mời hai bạn. Vâng, vòng đầu tiên ạ, chú rể chúng ta cùng chung tay cắt chiếc bánh tầm đầu tiên thể hiện cho tình bạn của hai bạn ngày đầu tiên gặp gỡ. Và tầng thứ hai thể hiện cho tình yêu đơm hoa kết trái, có được ngày hôm nay một tình yêu đẹp, một điều tình yêu thắm thiết bên nhau. Và tầng thứ ba được đôi bạn trẻ cắt ra chiếc bánh tình yêu hôm nay chính thức, hai bạn là con một nhà, chung cha chung mẹ chung bà chung ông, con chung cha mẹ cùng chung bên tình bên hiếu ta cùng chồng non. Và tiếp theo chương trình xin mời hai bạn hãy cùng tiến lên bàn tiệc xung quanh, cùng chung tay rót ra những chai rượu xung quanh, những giọt rượu thể hiện sự yêu thương ngọt ngào trong tình yêu. Trân trọng kính mời các bạn chạm tay về đầu tiên chúng ta được chúng ta làm chúc mừng hạnh phúc ạ. Kính thưa quý vị thân mật, trân trọng và kính mến, rượu là một biểu tượng cho tình yêu, rượu được ví như nước và mật ngọt, nước sẽ tưới cho tình yêu của hai bạn thêm thắm lượng. Hy vọng tình yêu của hai bạn bước sang một trang mới, đong đầy tình yêu thương ngập tràn hạnh phúc. Những giọt rượu chảy từ trên cao xuống dưới thể hiện cho phu thê nước chảy mây trôi, thuyền xuôi thuyền lớn, tình trạng ý thiết mặn nồng thủy chung. Và chai rượu thứ hai xin mời chú rể và cô dâu cùng tiếp tục bật ra để rót ra những ly rượu tình yêu. Tính sau này quý vị hai bác trưởng đoàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo xin mời hai bác trưởng đoàn ban viên nam họ hãy cùng đứng ra hội chồng cùng chung tay uống đi ly rượu mà cô dâu và chú rể của chúng ta tính sơ cùng hai bác. Trân trọng xin mời hai bác ạ. Vâng, xin mời hai bác hãy cùng đứng ra hội chồng và cùng uống đi ly rượu mà cô dâu và chú rể chúng ta. Trân trọng mời hai bác. Và trân trọng xin mời toàn thể quý vị sau chương trình này thì trân trọng xin mời quý vị là chúng ta cùng tiếp tục soạn
tâm anh trở nên rất vui. Chúc phúc, chúc tương lai cho cô dâu và chú rể. Trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Đây xin mời cô dâu hãy cầm ly rượu của mình lên và kính dâng các trưởng đoàn quan viên họ là trai. Xin mời chú rể cầm ly rượu của mình lên để kính dâng các trưởng đoàn quan viên họ nhà gái ạ. Vâng, xin mời hai bác cùng nâng ly ạ. Và còn hai chén ly còn lại. Xin mời chú rể chú rể chúng ta cùng cầm lên và kính dâng, kính mời hai bác trong buổi trưa ngày nay để chúc mừng hạnh phúc. Chúng ta cùng cổ vũ ạ, một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ạ. Xin quý vị cùng mời một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hạnh phúc ạ. Và tiếp theo chương trình thì xin mời hai bác trưởng đoàn hãy cùng uống cà rau nha. Tiếp tục ăn trầu uống nước thuốc và cùng chúc phúc chúc duyên cho cô dâu để trong buổi chiều ngày nay. Vâng, chúng tôi biết trân trọng và kính mến. Yêu nhau thì mấy núi cũng neo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, con mắt biết lại bằng ba đứng gần. Anh còn son và em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Và một lần nữa, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng lổ một tràng vào tay thật lớn. Thật lớn và thật lớn hơn nữa để chúc mừng cho đôi bạn trẻ hôm nay chính thức lên duyên vợ chồng. Và tiếp theo chương trình thì xin mời bà nội ạ, bà nội của cô dâu và chú rể hãy cùng tiến lên hội trường có những món quà thân thương nhất để trao tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày nay. Trân trọng kính mời bà. Và xin quý vị hãy mở một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng chúc cho cô dâu và chú rể ạ. Vâng, và xin thì thay mặt cho cô dâu và chú rể xin gửi lời cảm ơn tới bà và chúc bà luôn luôn có sức khỏe dồi dào. Xin kính mời song thân phụ mẫu mẹ đẻ của cô chú rể ạ cùng tiến lên đạo trường và cùng trao cho các con yêu của mình những món quà thiêng liêng làm những lần cho bài sau. Trân trọng kính mời. Một lòng thở mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu với là dạng con cũng như thay mặt cho cô dâu chú rể xin cảm ơn món quà thân thương mà mẹ của chú rể trao cho con dâu của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn ạ để chúc mừng cho cô dâu và chú rể ạ. Và tiếp theo chương trình xin mời bố mẹ nuôi của cô dâu và chú rể hãy cùng tiến ra hội trường cùng trao cho các con yêu của mình những món quà thân thương nhất. Trân trọng kính mời. Mọi chú tấm ảnh đẹp nhất để làm kỷ niệm cho mai sau. Trân trọng kính mời. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta nhận được món quà thân thương từ bố mẹ nuôi của cô dâu và chú rể. Và tiếp theo chương trình thì cũng xin kính mời bác anh ạ, chị Dì Hương ạ, bác anh Dì Hương từ thành phố Hồ Chí Minh cũng có lên gắn bó quà thân thương nhất để dành tặng cho các cháu của mình trong buổi trưa lễ thành hôn trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và thay mặt cho cô dâu cũng để chúng xin an gửi lời cảm ơn tới món quà rất là ý nghĩa thân thương của bác rất là nhiều ạ. Tiếp theo thì xin mời chị dâu của chú rể ạ. Đây xin mời chị dâu của chú rể hãy cùng tiến ra hội trường dành tặng cho các em yêu của mình món quà thân thương nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và cũng thay mặt cho hai em cô dâu chú rể xin gửi lời cảm ơn tới món quà rất là thân thương ý nghĩa của chị của cô dâu và chú rể dành tặng cho hai em yêu của mình. Và xin kính chúc chị là luôn luôn là mạnh khỏe, công tác tốt, đa tài đa lộc đa phú quý, đắc tài đắc lộc đắc vinh hoa. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu và chú rể của chúng ta. Và tiếp theo chương trình thì xin mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng đi mời nước, mời trầu, mời câu, mời thuốc toàn thể quý vị quan viên họ, các cụ ông bà, cô bác anh chị và các bạn trong buổi trưa ngày nay. Xin trọng kính mời hai bạn. Chắc chắn
Người ở đừng về,
nữ.